Theo kênh 14.vn, ngay lúc Thủy Tiên công khai sao kê, VTV bị cộng đồng mạng tấn công dữ dội vì bản tin nghệ sĩ và văn hóa ứng xử. Sau bản tin câu chuyện văn hóa, nghệ sĩ và văn hóa ứng xử được VTV phát sóng vào ngày 16 tháng 9 vừa qua, một lượng lớn người hâm mộ của nữ ca sĩ Thủy Tiên đang để lại hàng loạt bình luận chỉ trích, thóa mạ nhà đài. Tối ngày 16 tháng 9, VTV đã trình chiếu bản tin dài khoảng 20 phút với chủ đề câu chuyện văn hóa, nghệ sĩ và văn hóa ứng xử. Mở đầu chương trình, biên tập viên đã có chia sẻ dài về bộ quy tắc ứng xử mới do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang soạn thảo. Sau khoảng 5 phút nói về những bài đăng gây tranh cãi, đưa thông tin sai lệch của nghệ sĩ, VTV tiếp tục bàn luận xoay quanh lùm xùm trong quảng cáo và làm từ thiện. Để bàn về bản tin này, chương trình đã lấy hình ảnh Thủy Tiên và NS Hoài Linh đã đứng ra kêu gọi quyên góp để làm từ thiện trong đợt lũ lụt miền Trung năm 2020. VTV cho rằng nữ ca sĩ kê khai tiền bạc chưa rõ ràng, trong khi nghệ sĩ Hoài Linh lại làm mất niềm tin của khán giả vì hành động giải ngân chậm. Ngay lập tức sau bản tin trên, một bộ phận lớn người hâm mộ của Thủy Tiên đã chuyển hướng sang tấn công nhà đài VTV. Trong một nhóm trên Facebook có tên Bảo vệ Thủy Tiên, hàng trăm người hâm mộ của nữ ca sĩ đã để lại những bình luận chỉ trích, tấn công đe dọa VTV. Không chỉ dừng lại ở đó, fan của nữ ca sĩ cũng truy lùng Facebook cá nhân của biên tập viên VTV người dẫn bản tin câu chuyện văn hóa, nghệ sĩ và văn hóa ứng xử để tấn công và khủng bố tin nhắn. Các bình luận khác thì kêu gọi tẩy chay VTV, không xem tin tức trên VTV, đồng thời lên tiếng vì cho rằng VTV vu khống, đưa tin không minh bạch. Thậm chí có tài khoản còn yêu cầu tố cáo nhà đài VTV ra tòa án. Hiện tại VTV đã khóa tính năng bình luận bên dưới những video được phát trên YouTube của mình. Cần một lần nữa nhắc lại những hành vi tấn công trên mạng xã hội là hoàn toàn sai lầm. Đặc biệt hành vi bôi nhọ nhân phẩm, thóa mạ biên tập viên VTV là điều khó chấp nhận được. Hãnh là một người hâm mộ thần tượng một cách văn minh. Trước VTV, Vietcombank cũng từng bị netizen oà tấn công vì chỉ là ngân hàng chân thành lựa chọn để mở tài khoản, hay ứng dụng Bemin cũng bị rating 1 sao vì có chân thành làm người đại diện. Hiện mọi sự chú ý đang đổ dồn về Thủy Tiên và Công Vinh trong buổi sao kê diễn ra vào chiều nay. Thủy Tiên và Công Vinh đã phát sóng livestream toàn bộ quá trình sao kê đến khán giả như đã hứa với hơn 18.000 trang giấy. Cảm ơn các bạn đã xem, nhớ nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất nhé!